Trước châu Việt Cường, rất nhiều sao Việt như Minh Béo, Hiệp Gà, Hoa hậu Phương Nga, Siêu Mẫu Vĩnh Thụy bị pháp luật sở gáy. Ca sĩ Châu Việt Cường bị bị bắt vì liên quan tới cái chết của một cô gái vào sáng mùng 5 tháng 3. Nam ca sĩ cùng bốn người bạn rủ nhau dùng ma túy đá. Khi phê thuốc, vì nghĩ là có ma ám quanh nhà nên nam ca sĩ chạy đi mua tỏi. Sau đó Châu Việt Cường nhét 32 nhánh tỏi vào miệng cô gái trong hội. Kết quả cô gái này đã qua đời, còn giọng ca bạc trắng tinh đời bị tạm giam trước châu việt cường nhiều sao việt khác cũng từng vướng vòng lao lý điển hình là nam diễn viên hài minh béo anh bị bắt và kết án tù tại mỹ vì hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên sau khi ra tù người dẫn chương trình lục lạc vàng quay trở về việt nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật tuy nhiên thái độ thiếu thành khẩn của anh bị khán giả tẩy chay nhiều người không chấp nhận minh béo đứng trên sân khấu họ cho rằng nam diễn viên này hoàn toàn có thể làm việc nuôi sinh nhưng không đủ tư cách để gọi là nghệ sĩ Hoa hậu Hồ Trương Phương Nga từng phải ngồi tù 2 năm vì bị đại gia cao toàn Mỹ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỷ đồng. Trong phiên tòa xét xử, người đẹp bất ngờ tiết lộ cô được trả số tiền ấy để chấp nhận làm người tình của ông cao toàn Mỹ. Hiện tại Hồ Trương Phương Nga đang được tại ngoại để cơ quan công an tiếp tục điều tra những chi tiết chưa được làm sáng tỏ trong vụ án gây rúng động này. Siêu mẫu Vĩnh Thụy từng bị phạt 6 tháng tù treo và bị quản thúc trong vòng 1 năm vì tội kinh doanh trái phép. Sau án tù, anh coi lại hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên MC. Hiệp gà từng phải ngồi tù 2 năm vì hành vi tàng trữ heroin. Sau khi ra tù, nam diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng sự nghiệp của anh không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nhà phi bình âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định Châu Việt Cường dù được bộ phận khán giả biết đến nhưng vẫn chỉ là ca sĩ cỏ âm nhạc và lối sống đạo đức đều không đẹp. Dư luận những ngày qua đang rúng động với vụ án nữ 9x chết vì hơn 30 nhánh tỏi. Theo điều tra sơ bộ, thủ phạm được cho là Châu Việt Cường. Do ảo giác dùng ma túy, Cường nghĩ cô gái 20 tuổi bị ma nhập nên nhát tỏi vào mồm gây tử vong. Điều đáng nói, Châu Việt Cường là một ca sĩ, và chính vì đối tượng là ca sĩ, dư luận lại càng bức xúc, thậm chí phẫn nộ. Châu Việt Cường được biết đến là một ca sĩ hội trợ, và gần như chưa bao giờ hát trên truyền hình hay sân khấu nhà hát đúng nghĩa. Dù vậy, giọng ca sinh năm 1984 cũng có ca khúc riêng và từng đăng tải MV trên mạng với hàng triệu view trên mạng xã hội. Nhiều người lên án hành vi và lối sống tha hóa của Châu Việt Cường, nhưng vẫn gọi Cường là ca sĩ hoặc nghệ sĩ. Tuy nhiên, giới trong nghề lại khẳng định Châu Việt Cường không đủ tư cách để đứng vào đội ngũ nghệ sĩ, cả về mặt âm nhạc lẫn đạo đức. Trao đổi về phóng viên, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long cho biết, dù làm công tác nghiên cứu, từng có thời gian chấm thi ở các tỉnh và tìm hiểu đời sống âm nhạc ở các tỉnh, nhưng Châu Việt Cường chưa từng là cái tên được anh quan tâm. Thứ đáng chú ý nhất khi người ta nhắc về Châu Việt Cường đó là Scandal. Dù bỏ qua phần giọng hát, ca khúc mà Châu Việt Cường thể hiện cũng không phải quá tệ. Nhưng anh ta lại chọn lối sống như vậy và hậu quả là gì thì mọi người cũng đã rõ, nhà phê bình nhấn mạnh. Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long gọi Châu Việt Cường là ca sĩ cỏ, chủ yếu hát ở hội trợ. Nếu như phải xếp hạng trong showbiz, châu việt cường có thể chỉ được xếp hạng bét có nhiều dạng hát lót có người hát lót không ai biết đến có người hát lót ở một vị trí cao hơn châu việt cường là ca sĩ hát lót được một bộ phận khán giả biết đến trong đêm diễn hội trợ ca sĩ như châu việt cường cũng có thể được hát chính nhưng đó chỉ là sâu hội trợ nam nhạc sĩ phân tích theo nhà phê bình nguyễn quang long cần phân định giữa hát tỉnh và hát hội trợ dù đối tượng khán giả chính đều ở nông thôn có những sâu hát tỉnh được đầu tư rất công phu mời ca sĩ nổi tiếng còn với hội trợ mục đích chính là kéo khán giả đến hội trợ chơi do vậy nhạc giải trí sôi động ca từ dễ nghe là được ưa chuộng châu việt cường được xếp vào ca sĩ hội trợ thực tế những ca sĩ như châu việt cường khá đắt sâu vì hội trợ thường xuyên tổ chức ở các tỉnh và vì không có những ca sĩ nổi tiếng khác nên châu việt cường vẫn là một cái tên được ưa chuộng ngay cả khi âm nhạc không đẹp và không xuất sắc theo ý kiến của nhiều người trong giới nghệ sĩ cho việt cường không đủ tư cách để được gọi là nghệ sĩ không đủ tư cách để gọi là nghệ sĩ trong cuộc trao đổi với phóng viên nhạc sĩ nhà phê bình âm nhạc nguyễn công long cho biết có nhiều đoàn lô tô hội trợ hoạt động rất bài bản và cũng có những ca sĩ hội trợ đầu tư chiến lược và làm đủ thứ nghề nghiêm túc có ca sĩ đã thành công hiện nay cũng xuất thân từ hát hội trợ sau vụ việc của Châu Việt Cường và một số ca sĩ lên đới, rõ ràng một bộ phận ca sĩ hội trợ có lối sống buông thả, rượu chè, ma túy. Theo nhà phê bình, những ca sĩ kiểu này không xứng đáng được gọi là nghệ sĩ và cũng chưa hoàn toàn hoàn thành sứ mệnh nếu tự nhận là ca sĩ. Ca sĩ nghệ sĩ là phải làm đẹp cho cuộc đời, nhưng việc làm của Châu Việt Cường là rất đáng lên án và cần phải kịch liệt phản đối. Chúng ta cũng không nên gọi những người như vậy là nghệ sĩ, vô hình chung làm xấu đi sự đẹp đẽ và danh sưng nghề nghiệp này nhà phê bình nhấn mạnh. Trước câu hỏi tại sao Châu Việt Cường dù âm nhạc không được đánh giá cao lại từng vướng vào nhiều scandal nhưng vẫn có thể đi hát hội trợ suốt nhiều năm, nhạc sĩ nhà phê bình Nguyễn Quang Long cho rằng nhạc của Châu Việt Cường chủ yếu hướng đến đối tượng khán giả dễ tính, do vậy vẫn sống được. Ca khúc lạ, dễ dãi là có người thích rồi, tiêu chí để trở thành ca sĩ hội trợ dễ dàng hơn nhiều so với con đường học hành bài bản mà các ca sĩ chuyên nghiệp lựa chọn, nhà phê bình lý giải về việc tại sao một người trên mạng xã hội vẫn gọi châu việt cường là nghệ sĩ anh nguyễn quang long cho rằng khái niệm ở việt nam vẫn còn nhiều mập mờ chưa rõ ràng ngoài nhà phê bình âm nhạc nguyễn quang long ca sĩ hoàng quyên cũng cho rằng danh sưng nghệ sĩ ở việt nam không chuẩn nhiều ca sĩ giải trí thậm chí không đạt được đến mức giải trí vẫn được gọi là nghệ sĩ đó là sự tổn thương dành cho âm nhạc nghệ sĩ nhân dân thanh hạnh ví von châu việt cường với hành động của mình là con sâu bỏ dầu nồi canh làm xấu hình ảnh ca sĩ giọng ca này cũng không xứng đáng được là thành viên của những nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. nhạc sĩ Nguyễn Công Long là một trong những nhà phê bình âm nhạc có tiếng. Anh là dân lý luận âm nhạc của Học viện Quốc gia Việt Nam, từng là Phó ban biên tập Nhà xuất bản âm nhạc. là người nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Công Long còn đặt dấu hỏi về việc chúng ta đang thả nổi đời sống văn hóa nghệ thuật ở các miền quê. Theo nhà phê bình, khán giả gần như không có gì xem ngoài truyền hình đó là lý do ngay cả với những ca sĩ âm nhạc không thực sự đẹp và lối sống không lành mạnh nhưng vẫn được đón nhận chúng ta có thể đổ lỗi cho dân trí thấp nhưng tôi nghĩ đó vẫn là một phần ngành giáo dục ngành văn hóa cần kết hợp có những chiến lược nào đó để đưa mặt bằng dân trí và đời sống văn hóa nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc được nâng lên nhà phê bình âm nhạc nguyễn quang long khẳng định vấn đề này đã đến mức báo động vì có ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các khán giả đang đến độ tuổi trưởng thành nếu khán giả trẻ ở tỉnh chỉ có cơ hội để nghe trực tiếp nhạc của những ca sĩ có vấn đề về đạo đức như Châu Việt Cường thì thực sự nguy hiểm, nhà phê bình âm nhạc nhấn mạnh. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Ca sĩ Châu Việt Cường trong lúc ảo giác ma túy, nghĩ rằng bạn mình bị ma nhập nên đã dùng tỏi để trừ ma. Cường đã nhét quá nhiều tỏi vào miệng nạn nhân, khiến người này tử vong vì nghẹt thở ngay sau đó. Thời điểm được đưa về trụ sở công an, nam ca sĩ này còn nhiều biểu hiện ngáo đá, mơ hồ. Châu Việt Cường là ai? Anh ta là một nam ca sĩ, thân tượng của không ít bạn trẻ. Nếu cứ chăm chỉ làm việc, sống lành mạnh, thì cuộc đời Châu Việt Cường hiện đang rất khác chứ không phải ngồi nhà giam với nỗi ám ảnh, sợ hãi đến cùng cực. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra án mạng do những kẻ ngáo đá gây ra. Đã không có ít thanh niên dùng ma túy, bị ảo giác đã dùng dao đâm chết chính cha mẹ đẻ người yêu của mình gây ra những vụ án mạng kinh hoàng thời gian qua các lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhiều vụ thanh niên thiếu niên tụ tập thuê nhà nghỉ khách sạn để sử dụng ma túy quan hệ tình dục tập thể theo kiểu bầy đàn nhiều trong số các đối tượng này xuất thân từ những gia đình không hạnh phúc cha mẹ ly hôn ít quan tâm đến con cái nhưng cũng không có ít người nổi tiếng thành đạt con nhà tử tế cha mẹ có địa vị xã hội thậm chí bản thân họ cũng là những người thành đạt có thu nhập ở mức khá và cao nhưng lại có lối sống đổi trụy bệnh hoạn. Mạng xã hội Internet ngày càng phát triển, nên đây là một kênh quan trọng để các đối tượng sống ảo PR cho bản thân, quảng bá những sinh hoạt đổi trụy, lôi kéo những kẻ lười lao động muốn được hưởng thụ đi cùng. Con đường rơi vào sang ngã của mỗi người mỗi khác, nhưng có chung một điểm là sự lôi kéo của người được gọi là bạn bè, sự thiếu bản lĩnh của mỗi cá nhân, cộng thêm sự lơ là của gia đình, người thân. Tiếp xúc với quá nhiều thông tin không lành mạnh, khiến cho những bạn trẻ có những suy nghĩ lệch lạc trong cách sống quan hệ xã hội có người cho rằng quan hệ tình dục kiểu bầy đàn như là mốt trong giới trẻ họ rất dễ dãi trong quan hệ tình dục chỉ cần có nhu cầu là tìm đến bên nhau không cần các biện pháp phòng tránh sự thiếu hiểu biết quan niệm sống buông thả không chỉ xuất hiện ở các thanh niên mà có khi còn là học sinh trung học phổ thông thậm chí là trung học cơ sở đây thực sự là mối đe dọa đến chất lượng giống nòi nguồn nhân lực và an ninh an toàn trong xã hội có một thực tế là giới trẻ hiện nay xây dựng hình ảnh của mình bằng bề dày ăn chơi chắc táng họ ngày đêm lao vào những cuộc vui chơi thác loạn không giới hạn họ là ai họ có thể là những người nổi tiếng hoặc là những cô cậu còn nhà lành nhưng ra thành phố sớm lập bầy lập hội với những đối tượng ăn chơi để thể hiện đẳng cấp vị trí của mình nếu quan tâm bạn chỉ cần nhìn vào các bệnh viện hoặc các khoa tâm thần của các bệnh viện mới thấy tình trạng sử dụng các loại ma túy thuốc gây loạn thần hiện nay nghiêm trọng đến mức nào nhiều thanh niên nam nữ còn trẻ tuổi xuất thân từ những gia đình giàu có tương lai sáng lạng nhưng lại xa ngã vào con đường ma túy trị lạc suy đồi đạo đức giờ trở nên thân tàn ma dại có khi phải sống tâm thần suốt đời trong xã hội đối với những mối quan hệ chẳng chịt phức tạp như hiện nay các bậc làm cha mẹ cần quan tâm đến con cái định hướng cho con em mình cách sử dụng internet mạng xã hội sao cho tích cực lành mạnh nhất đặc biệt cần giúp các em nhận biết những chiêu trò lừa đảo lôi kéo trên mạng xã hội hiện nay để tránh rơi vào tình trạng xa ngã. Khi chẳng may các em xa ngã, gia đình phải là nơi đầu tiên các em nghĩ tới. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận.